Chào bạn, hôm nay thì tôi xin chia sẻ động tác chuyền bóng chém mu. Nhiều bạn hỏi là anh hướng dẫn chi tiết động tác chuyền bóng chém mu cho bọn em để bọn em có thể là học tốt. Thì động tác chuyền bóng chém mu thì nó là cái bài tập là sút bóng bằng mu bàn chân. Và tôi đã chia sẻ rất nhiều trên mạng rồi ạ. Nhưng mà tôi có thể là không chia sẻ chi tiết, nên là nhiều bạn cứ hỏi đi hỏi lại. Chuyền bóng động tác chuyền bóng chém mu ấy là động tác mà thường người ta ban rất là xa với đường bóng rất là thẳng và chính xác. Thì để mà học tốt được động tác chuyền bóng chém mu này thì bạn cần chú ý một số cái kỹ thuật như sau. Thứ nhất là khi mà chúng ta chạy đà này và chúng ta vung chân lăng này thì các bạn phải tập hai động tác đó này. Và khi chúng ta đặt chân trụ, thì chúng ta đã biết rồi, tôi cũng đã chia sẻ rồi. Nhưng khi sút bóng ấy thì cái bàn chân của bạn phải ngang ra, chứ không được cong kiểu sút xoáy như này. Bàn chân của bạn phải ngang ra và cái mu bàn chân của bạn, cái mu bàn chân sẽ tác động một cái lực vào phía dưới của trái bóng, nhưng mà nó hơi xiên nhá, nó hơi xiên, nghĩa là nó đâm thẳng này, nó đâm xiên chéo này thì bóng sẽ bổng cao lên được. Chứ đừng sút mà cái chân của mình ý, đừng sút nó phía dưới của bóng nhưng mà nó lại quạt phía dưới của bóng, thì quả bóng nó sẽ nhẹ, nó không được bay bổng đâu. Chúng ta phải tác động một cái lực xiên thẳng nhá, xiên chéo thẳng, cái chân chúng ta phải duỗi ra. Đây, chúng ta đặt chân như này, vung chân lăng, chúng ta vung càng cao càng tốt. Vâng, vung chân ra đằng sau ạ, vung chân và tác động một cái lực xiên, tác động một lực xiên và để trái bóng bay bổng lên cao, và quả bóng nó sẽ xoáy, nó có thể nó không xoáy hoặc là xoáy rất là nhẹ, nhưng mà thường thì nó sẽ xoáy ngược như này ạ, nó sẽ xoáy ngược theo chiều của bạn sút. Các bạn thấy tôi sút xa ngang nhiều lần rồi ạ, bóng đập vào xa ngang và bóng đi rất thẳng và nó sẽ xoáy ngược, nó xoáy ngược ạ. Bây giờ tôi sẽ thực nghiệm cho các bạn xem nhá. Cái cách mà tôi sút bóng cũng như là các bạn phải để ý là chạy đà này, các bạn chạy và khi bạn sút ấy, các bạn đừng sút cái mũi chân mà các bạn như này ấy, là các bạn sẽ bị xoáy ngay. Các bạn phải để ngang cái chân ra và trúng vào cái phần mu bàn chân nhá. À, chân trụ của chúng ta đặt như này, chân phải khi tiếp xúc bóng thì chúng ta đặt như này, và cái phần mu bàn chân này nó sẽ tiếp xúc phía dưới là nó đánh một lực xiên chéo bổng lên nếu như bạn muốn sút bổng. Tôi sẽ thử sút không bóng nhá. Đấy. Thử sút không bóng nhá. Bây giờ tôi sẽ sút cho bạn xem. Sút rất là nhẹ chân lại nhá. Quả bóng này tôi làm chướng ngại vật. Quả bóng phía trước là tôi làm chướng ngại vật để tôi sút bổng qua quả bóng đấy. Nhiều bạn sút sai động tác là sút như này, cái chân các bạn đặt, chân trụ các bạn đặt đúng, như khi sút rồi cái chân này các bạn lại ngoằng như này một cái là sai. Chân ta phải thẳng như này, thẳng như này và vung chân.
nhớ là cái bàn chân này nó phải thẳng này, cái bàn chân nó phải thẳng đấy. Chân trụ thì đứng như này, nhưng bàn chân này khi tiếp xúc bóng là phải thẳng này, phía dưới của bóng, và tác động một cái lực xuyên bổng lên để bóng bay bổng lên, chứ đừng quạt qua bóng. Quạt qua bóng như này là bóng sẽ nhẹ hơn và nó sẽ xoáy như này. Còn nếu chúng ta tác động một cái lực xuyên vào phía dưới của bóng như này, tác động một lực xuyên ấy, thì quả bóng sẽ bay bổng lên. Và tôi để gần đây quả bóng đằng trước là khoảng 1 mét thôi. Tôi xin các bạn xem nhá. Nhớ là các bạn phải tác động một lực dứt khoát này, và tức thời nhanh mạnh tức thời vào phía dưới của bóng, vào phía dưới của bóng, nhưng mà phải hơi xiên chéo lên để quả bóng có thể bay bổng lên thì chúng ta có thể bắn bổng được. Lần trước thì tôi đã chia sẻ cái bài tập là sút bóng bằng mu bàn chân ấy ạ. Đấy là bài tập truyền ấy ạ. Nhưng mà các bạn thường thì thích bảo là anh ơi hướng dẫn em truyền bóng chính xác ạ. Các bạn phải sút bóng cái chân các bạn ấy. Cái chân các bạn phải thẳng ra. Để thẳng như này. Vung chân. Các bạn đừng để cái chân của mình bị chéo mũi. Nhớ các bạn khi chạy đà hoặc là các bạn sút bóng ấy, khi chạy đà là các bạn phải đứng vuông góc với trái bóng như này, đừng đứng thẳng. Đứng thẳng với bóng là bạn không sút được chém mu đâu. Nếu mà các bạn đứng thẳng là các bạn chỉ sút bóng bằng má trong của chân phải hoặc là lòng bàn chân ấy, người ta bảo là như vậy. Nghĩa là nếu các bạn đứng thẳng ấy, các bạn đứng thẳng như này này, thì bạn sẽ sút bằng mu bàn chân, nó sẽ khó hơn. Thường người ta đứng thẳng là người ta sẽ sút bằng má trong của chân phải. Còn nếu mà sút bằng mu bàn chân và truyền bóng ấy, người ta phải đứng chách, hơi chách, hoặc có thể đứng vuông góc cũng được, hơi chách ra. Như khi chạy đá ấy, bạn chú ý là đặt chân trụ đúng này. Khi sút bóng này, chân này cũng phải giữ nguyên tư thế như này. Nhưng mà khi vung ấy, các bạn phải vung cái chân cao lên và tác động một lực xiên chéo từ phía dưới của trái bóng để trái bóng bay bổng lên và nó sẽ đi thẳng, nó không bị đi xiên. Nếu như các bạn để bóng như chân như này, trái bóng nó sẽ bay lượn ra đằng kia ngay lập tức. Khi các bạn vung chân lên, trái bóng nó sẽ bay chéo ra đằng kia, vì nó chạm vào phía cạnh như này, nó giống như cái quả bia của bạn ấy. Các bạn đánh vào cái cạnh như này thì bóng nó sẽ đánh xiên ra. Còn nếu như các bạn muốn đánh cái cục bia tròn tròn ấy ạ, đánh đúng thẳng tâm thì nó sẽ đi thẳng, đúng không ạ? Giống như là đánh bia thôi ạ. Các bạn phải tác động một lực thẳng. Vâng, có lẽ là tôi chia sẻ và tôi nói hơi nhiều quá các bạn. Nhiều bạn là biết rõ cái động tác này quá rồi. Còn các bạn, các cháu và các cháu nhỏ chưa biết ấy, hoặc là các anh lớn chẳng đá bóng bao giờ, thì có 10 năm, 20 năm người ta chạy động với quả bóng thì người ta sút không có lực. Và thứ hai, chạy đà và khi người ta tiếp xúc bóng, người ta thường bị sút sai động tác thì người ta hay hỏi kỹ, nên là mình phải chia sẻ kỹ. Còn bạn nào đã biết rồi thì nó rất đơn giản đấy ạ.
một số lưu ý ở các động tác này ấy, nhiều bạn muốn hỏi lại anh ơi làm thế nào để chuyền bóng chính xác, thì tôi muốn xin chia sẻ với các bạn như thế này. Các bạn muốn sút bóng chính xác ấy, cái đầu tiên là thứ nhất là cái khả năng quan sát của bạn có tốt không. Ví dụ mắt các bạn nhìn có tốt hay không, từ khoảng cách 5m, 10m, 20m, 30m các bạn có quan sát tốt hay không đã. Ví dụ như trong trường hợp mà chúng tôi đi khám bệnh chẳng hạn, cách đây cách khoảng 5m có cái biển là chữ A bờ cờ để cho bác sĩ người ta kiểm tra, mà người ta bịt một mắt lại xem anh có đọc được cái chữ trên bảng chữ cái có đúng có chuẩn hay không. Thì nhiều người là đã cách độ khoảng 5m thôi thì họ đọc rất chuẩn chữ, nhưng mà từ khoảng 10m, khoảng 15m đi, ví dụ như thế nhá, ví dụ như thế thôi. Nếu mà nhiều người mắt kém ấy, khoảng 5m thì người ta nhìn rất là tinh, nhưng mà đến sang mét thứ 7, mét thứ 10 có khi chữ C người ta lại đọc thành chữ O. Vâng, và chữ O với chữ C. Đây là cái ý của tôi muốn nói là cái khả năng quan sát của bạn, các bạn có tốt hay không, mắt của các bạn có 10 trên 10 hay không. Vâng, thì khi đó mới nói đến là sút bóng và chuyền bóng chính xác được. Vì mắt các bạn ước lượng sai khoảng cách rồi thì các bạn vung chân lực sẽ khác ngay, đúng không ạ? Nếu bạn nào mắt tinh khác và bạn nào mắt kém khác, đấy cái khả năng quan sát nó rất là quan trọng. Nên là cái yếu tố mà ban bóng chính xác, ngoài cái việc mà chúng ta tập bằng chân, chúng ta sút ban chuẩn xác, ban cho đồng đội đúng kỹ thuật thì không nói, nhưng cái khả năng quan sát của các bạn kém ấy thì tất nhiên là các bạn sẽ không thể ban chính xác được tới nơi vì mắt các bạn kém. Đấy. Còn các yếu tố khác thì các bạn phải tập về kỹ thuật, các bạn phải học nhiều, học nhiều, ban được bóng bổng. Và thứ hai nữa là nếu các bạn ban được chính xác ấy, nó còn nhiều yếu tố khác. Ví dụ như lực chân của các bạn mà thẳng, chuẩn nhưng mà nhẹ quá thì đối phương dễ bắt được ngay, dễ bắt được ngay, nó chỉ trong khoảnh khắc thôi. Ví dụ các bạn có thể tăng lực lên một chút, tăng lực lên một chút là các bạn đã có thể gây ra yếu tố bất ngờ rồi. Đó là những cái đường bóng ban bóng chính xác ấy. Ban nhẹ thì đối phương bắt được, nhưng các bạn chỉ cần phán đoán này, đồng đội cách khoảng cách vừa đủ này, làm sao mình tác động một lực lên trái bóng mà đối phương phải bị bất ngờ và trái bóng nó bổng chính xác thì các bạn sẽ ban được. Đấy, nghĩa là ý tôi muốn nói là các bạn nhiều khi các bạn phải tác động cái lực bất ngờ, lực bất ngờ để đối phương không thể vươn tới cái bóng để đồng đội mình có thể nhận được. Đó là cái yếu tố như thế nữa. Đây, tôi sẽ làm lại cho bạn xem nhá. Cách đặt chân trụ thì biết rồi, chân này phải thẳng như này. Đây nhá, nó phải thẳng như này nhá. Các bạn đừng để xiên như này nhá. Khi bạn tiếp xúc bóng ấy, cái chân này nó phải kiểu nó phải hơi duỗi ra, nhưng mà nó đơ đơ ra, chứ nó không để xiên chéo như này đâu. Các bạn phải làm nào nó như kiểu cái quả bóng tennis ấy ạ, cái gậy tennis ấy ạ. Nó cứ chõi như thế mình tác động một lực, đúng không ạ? Mà cái chân của nó vẫn như thế. Các bạn biết gậy tennis rồi ạ, nó có cái đầu để đánh bóng ạ. Nếu như người ta cầm thẳng ấy, người ta không tác động với lực xiên thì bóng sẽ bay rất là thẳng. Chân chúng mình như vậy, chúng ta phải để thẳng này, chân trụ như này thì đúng rồi, các bạn không cần quan tâm nữa. Nhưng mà cái chân sút ấy, các bạn hay bị sút chéo, không được thẳng. Các bạn sút trước kia là nếu các bạn sút chính xác thì tôi nghĩ là các bạn phải sút được hơi bổng lên đã, và quả bóng nó có thể nó hơi xoay nhẹ như này, hơi xoay nhẹ như này, chứ đừng để quả bóng nó xoay như này nhá.
đá bóng là chuyền bóng chém mu ấy, các bạn phải làm quả bóng nó xoay ngược về phía mình, không được xoay ngang. Các bạn làm thế nào làm? Tôi chỉ chia sẻ một cái điều duy nhất cuối cùng như này, là khi chuyền bóng chém mu ấy, các bạn tác động một lực làm sao để cho trái bóng xoay ngược, hoặc là nó hơi xoay ngược và bóng phải bay bổng lên cao, chứ đừng để bóng nó xoay ngang nhá. Xoay ngang là nó sẽ xoáy kiểu này. Chuyền bóng chém mu ấy là tác động một lực xiên, bóng hơi xoáy ngược, có thể không xoáy. Nhưng mà để mà nhìn không xoáy thì nó khó lắm. Chúng ta phải có cái camera, chúng ta nhìn khi sút thì chúng ta mới nhìn được. Chứ còn khi mà bóng bay lên rồi khó để nhìn là bóng nó có xoay hay không, bởi vì khoảng cách nó quá xa. Nhớ là quả bóng nó sẽ xoay ngược, hơi hoặc hơi xoay ngược, hoặc có thể không xoay. Chuyền bóng chém mu nó như thế. Đấy là điều cuối cùng tôi nói. Vâng, tôi sẽ chấm dứt video này đây. Chào bạn nhé.